Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ngày hôm qua thì sau khi mà nhà mình thu hoạch đậu đen đó mọi người, thì hôm nay Mimi có nói với mình là có một ít đậu đen kia thì sẽ làm cho các bạn ấy cái món chè đậu đen nấu với cả xương xào ấy. Thì ngày hôm nay Mimi cũng đang tiến hành làm cái xương xào trường này, chè nấu luôn rồi, nấu Dạ. ở dưới nhà. Nói chung là tối qua về là Mimi làm luôn đấy, làm luôn cho nóng đấy. Đây là cái gì đây? Đấy là bột xương xào anh ạ. Đấy là lá dừa này, nước cốt dừa này, sữa tươi này. Để tí em nấu một ít xương xào đây, nấu thêm một ít thạch nữa. Đây là cái này là nước Nước lá lá gì? dừa. Là dừa đúng không? Dạ. Cái xương xào này thì hôm bữa mình đi luân đài mọi người, thì nhà mình có mua được một ít cái bột xương xào này về, thì sẵn có đấy thì nấu cho các bạn ấy ăn luôn. Mình sẵn sàng Isu tipo uma Brasile, tipo gelatin. Entende? Sim. Na boa cozinha, ele pega assim. Come com aquele feijão preto. Feito com açúcar, com leite, tudo. Depois vou te dar, você promenda aí. Isso aqui. Isso também, mesmo, Ivan. Isso dá tipo cacau. É, tá será tipo cacau, né? Tudo igual, só sabor diferente. Diferente. É. E o seu prato que vai fazer o nome é Platé. Che. Che. Nesse até é muito bom. Isso é comer bom fígado. Aqui, angolano não tem. Lá no tipo assim. Tem muito. Se tu vender isso, che. Também tem muito tipo, não é só uma tipo, não. Tipo, à noite você ia passear com amigo, né? Vai sentar lá, conversar, assim. Só dá com feijão preto. Isso muito, tipo, consegui cozinhar com ele. Tudo tipo feijão bom de cozinhar. Tipo, que ele fez um vermelho também. Vermelho, verde, Tipo, preto. que ele fez um bem pequeno, do nosso. Também bolso. Fica bem gostoso. Vai ver. Me dá mais um bocado água, já? Sabor bom, né? Sim. Đây. Chúng hết tất cả các vị vào với nhau là nào. Dạ. Đấy, giờ đánh chúng như thế này cho nó tan hết rồi là xong, cho nghỉ khoảng 10-15 phút đó. Thì mình bắt mình nấu khuấy cho đặc là xong, mình đổ ra cuốn là được. Você vai ferver eu buscar um litro água coisa é quente. Chè đã nấu chín xong xuôi trong này rồi mọi người này. Đấy, cái này thì là chỉ cần nấu cái xương xào nữa vào nữa là được. Ôi, bỏ thêm một ít đá này em ạ. Không, em bỏ một chai đá khi nào mà nửa xong đập vào hẳn trong cốc cứ các bạn luôn á. Đấy. Cái này nó kiểu kiểu nó đang còn non đó mọi người, nên là bây giờ cái hạt bây giờ lấy lên nó nhìn kiểu màu không được đen này. Nó hơi hơi nhạt hẳn màu đi. Còn bột thạch em sẽ nấu hai loại, hai vị. Vị sữa với vị lá dứa. Aqui, vai aumentar mais água fervendo. Trong lúc chờ cái này thì em sẽ nấu thạch trước. Thạch em sẽ chia ra hai bát. Xong để trộn cái đường vào á, đến khi mình đổ vào nồi thì nó đỡ vón cục á. Isso fácil. Fazer. Tipo, você mas só vê uma vez. Também já consegui cozinhar. Isso, tipo, mistura com açúcar, né? E depois ele não pega a bola.
Lá vem, ele conseguiu fazer assim, tipo, uma bolo. Com flor, com tudo, coisa assim. Ficamos desse jeito. É. Lá nós tem muito tipo de bolo. Bolo de aniversário, posso fazer com trigo, coisa. Outro gente, ele gota com isso, tipo, ele faz com isso, tipo. Mọi người mình nấu cái món mà sương sáo á, rồi giờ bắt đầu sôi để đặt lại đây đấy. Này ra ta bê cả Sí, ya. đấy. Sí. Después así vamos a meter los feijão. No. Agora depois tem que meter no tigela. Tigela, sí. Ele pega, né? Depois corta metade pequeno, pequeno. Ah. Embaixo o feijão, isso com aquela aí, coisa cozinha. Depois mete mais zelo. Come junto. Porque tá doce. Tipo gelatina. É, gelatine. Conhece, né? Sim, penso. E agora já ferve. Já pega. Viu, né? Seja. Tem que cozinhar um bocado mais ferver. Ele pega de vez na tigela. Aqui não tem, né? Não, não tem. Da Vietnam. Ficar na Vietnam gostoso muito. Lá sim foi a boa. Cuia. Tipo, à noite tem sítio de passear, sentar, de tipo, a conversar com amiga, amigo, assim, com família. Fica depois na feira, bem cheio, É. nas ruas. Aqui, pouco, né? Sim, pouco. Só mais é quando tem feira, que a cidade fica cheia, ou É. festa. Não, lá não é assim, todo dia tem. Quando de feira, assim, tem mais boa gente. Aqui, quando coisa, é, tipo, tem uma festa, não tem cantora, pessoa fazer coisa, vem assim. Não tem. Em poucas vezes. Em boca. Lá Sim. não é Só na quando. festa da cidade. Tipo, não é assim. Tipo, feita, tipo, conhece no Iné. Frente do Iné. Tem que ele sempre feita, vender coisa. Lá não é assim, tem cantora, tem boa coisa, vem. Não é só quando o presidente tá para vir assim, É. e na festa da cidade. É. Vem cantor, e agora sim. Não tem, né? Não. Mọi người giờ là chuẩn bị đổ ra được rồi đấy. Đổ ra tô được, cái khuôn được đấy. Giờ đặt đây này. Đây là cái món chè mà Mimi đã chuẩn bị từ buổi sáng hôm nay đấy mọi người này. Đấy, ở đây thì có là thạch này. Sương sáo. Đây là chè đậu đen. Đấy. Và ngoài ra còn chuẩn bị thêm một cái chai nước đá là để tí nữa đập vào ăn cho nó mát đấy. Để cho Mimi chuẩn bị ở đây. Mình đi ra ngoài kia mình xem thử với các bạn đã làm tới đâu rồi. À, thế này cái ngô này là mình phơi lại một lần nữa đấy. Hôm nay là còn nắng, em sáng giờ là còn nắng á mọi người, là mình phơi khô thêm một lần nữa để mà đóng vào trong bao ấy. Đấy. À, hôm nay thì các bạn ấy vẫn là tiếp tục cái công việc là nhổ cỏ phía sau này thôi. Dô dô tiêu to quá đấy, đem ra đây à. Nào. Quá giờ thì các bạn cũng nhổ cỏ được hai cái luống này thôi, tới cái luống thứ ba đấy, còn một luống nữa là xong. Đấy. Bên này thì các bà dê đang dọn cỏ ở cái khu vực này. Chỗ này thì sau khi dọn xong thì nhà mình cũng sẽ cho trồng luôn cái rau vào đấy mọi người. À, chỗ xung quanh nhà này này, cứ làm cỏ lên xong là bây giờ nó mọc rất là tốt luôn. Các bà dê. Ừ. Ontem de tarde tem problema de quê? Ah, que tava doendo as costas. Do costa. Sim, as costas. Ah. Trabalho de manhã até de tarde, tava sem sistema das costas, aqui em casa. Já melhor? Sim, já melhor. Ah. Tá fixe. Tudo isso quando tira, tá vendo? Aquele coisa nessa capim você tem que cavar ali embaixo, tira a raiz. Sim, já? Sim.
senão ele sempre vai crescer mais. Crescer, já? Tá bem. Con phía bên khu vực cỏ ngô này thì các bạn ấy đang làm ở bên khu vực này. Ở cái khu vực ngô này thì cỏ của các bạn ấy làm cũng gần xong hết rồi. Chỉ còn một cái luồng ở phía xa xa kia này kìa. Còn cái luồng ở phía tít bên kia thì là ngô bắt đầu mới nhú mầm á mọi người. Thì khi nào to rồi thì mình mới tiến hành nhổ xong. Nhổ xong cỏ ở chỗ này nữa là vài bữa nữa là nó to lên một chút nữa là mình sẽ cho vun gốc luôn đấy. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sim, chefe. Te chamo agora. É como? Ah? Sim, chefe. Tá tudo tranquilo? Sim, estamos morando bem. Hoje tem quantas pessoas? Hoje temos 7. Só? Só 7, 8 faltaram. Deu chuva, não vem, agora tem sol também, não vem. Ficaram em casa para lavar roupa. Outros vão aparecer amanhã. Tá, mano. E nesse lado o milho tá crescer bem, né? Aqui tá crescendo bem. Acho que estamos a tirar o capim. Vai crescer mais rápido. Já. Vai por bem aí, não. Lenda lá tudo, né? Lenda lá deve lá. Aí. Que o đất phía dưới này thì kiểu như là đất bao nhiêu cái chất mun rồi chất dinh dưỡng thì nhiều nó trôi xuống dưới này nên là rất là tốt. Đất tốt thì cũng đồng nghĩa với là cỏ nó cũng sẽ tốt đó mọi người. Lenshima anh đã ta có chưa? Dù sao terra Lenshima? Já tá quase acabar. Ah. Tá pouco. É fosso acabar hoje. Pode, pode acabar hoje. Assim como tem lá uma pessoa, vai acabar amanhã. Só tem um? Só tem lá um. O Santa está doente, né? Sim, o Santa está doente. Isso se dá para arrancar tudo o raiz dele, já? Sim, é assim. Isso sempre ele crescer todo. E sacudir também, não sacudir, ele vive, já sacudir. Já? Cái cỏ của cái màn này nó nhiều lắm, không có kể luôn đấy. Mình đã làm đất mấy đợt của kiệt rồi rủ rồi mà cuối cùng nó vẫn lên rất là nhiều luôn. Nào, hy vọng thì làm thêm vài ba mùa nữa thì nó sẽ bớt đi. Đây này, cỏ bây giờ mà gọi là mọc ngang với cả ngô luôn, mọc cao hơn ngô ấy chứ không phải là ngang nữa. Cá vào sacudi, já? Sacudi tira já no que no coso, na mete mais aqui, tira lá no que no rua mesmo, já? Cuidado, corta milho. Não vou cortar milho. Fazer acaba isso ainda, nessa lá embaixo. Depois vamos vai comer uma coisa, uma comida. Já? Aí cho các bạn cuộc nốt cái phần này vào trong để thưởng thức cái món chè mọi người. Hoje vai provavelmente dar uma comida. Boa. Boa comida. Bom, queremos já provar. Oi, chama tam, chama outro lá em cima, Paulo. Manuele, vem. Vem. Paulo, vem, feijão castanha, tá como? Essa aqui, feijão castanha. Ah. Tá bom, tá bem. Isso aí não falha? Falhou só um pouco. Só pouco? Sim, alguns só, mas a maioria saiu. Já tá bom. Essa aqui que vai dar bem, porque tá chovendo pouco. Depois quando arrancar isso, pode plantar também mais feijão lá, milho lá. Já? Tá bom, manda tudo lá dentro, lava a mão e vai comer coisa. Ué, vamos lavar as mãos pra comer.
Đấy, bây giờ đi vào trong kia cho các bạn thưởng thức món chè này nha mọi người. Đấy, bà chủ Mimi đã chuẩn bị những cái cốc chè nhìn rất là bắt mắt và ngon đây. Thơm ngon, bổ dưỡng. Đá ở đây hơi to, có cái bao để mà bao cho Nguyễn á. À. Chứ khó không thật, cho nó mát được. Cái cốc này nhỏ quá nhỉ. Bữa mà có cái cốc to như mình đục ngoài kia thì đẹp. Cốc đó hôm nay cái cửa hàng đó, được mỗi cái cửa hàng đó nó bán á. Hôm nay nó nghỉ mất rồi. Cái đá mà đập nhỏ như thế này khi trộn nó ăn nó ngon hơn. Dạ nè, bên ta là ấm lê ra rồi. Đá ra để xuống cục. Cái này là nhà mình đang còn thiếu cái nước cốt dưa là một này, với cả là cái dưa dưa khô mọi người. Bỏ dưa khô vào ăn nó mới ngon đúng không? Đợt trước mua loan đa thường hay có, mà hôm qua em hỏi mà mấy người bảo là hết hàng rồi á. Ừ. Nên nó cũng có. Đấy. Esosama chè. Chè đầu đen hả? À? Vira Senta B. Vira si, Senta thì Vira Karabe. Vira cái là máquina. Đã. Đây. Hôm qua nhà mình nhà bắt cái cửa kia mà chưa sóng mà mọi người đang còn thiếu cái gọi là cái lỗ để mà chốt đính, chốt cái chốt vào ấy. Thì mình cầm lên đây để mình khoan luôn, để khỏi mấy anh thợ kia lên mất công á. Đấy. Tá bom, obrigado. Prova, sa. Prova, prova, depois vê como é que tá, é? Isso tá doce, não é que sale não. Pura ainda. Um zelo de ele fresca, né? Bebe um bocado isso, água. Chupa água ainda, para não cair. Ua. Tá doce, né? Tá como? Tá como? Cả ba giấy là hình như là không thích ngọt phải. Ừ. Nào con xí ghi đồ xí. Nào cô ta có ra đồ xí. Thì cô mơ? Bà bảo ăn ngọt thì ăn, nhưng mà kiểu là chúng như thế này là bà nó không ăn được à? À, nhiều người thì họ chưa quen thôi. Kể không ăn được thì thôi chứ biết đâu được. Con mình. Bebe primeiro isso água. Depois come tudo. Você sabe cocktail? Sama cocktail, sabe? Sabe? Isso tipo aí tá quase igual assim. Cocktail é mais bom. Tá bom, você não come, deixa. Ah, deixa. Já não fala. Vale. Hôm nay là bạn Mi sẽ để cho bạn Iana giới thiệu ở dưới nhà, là bạn Iana cùng nấu cùng mình á. Iana phát là hồi sáng nay bạn Iana bảo là cái gì nhỉ? Gelatin. Gelatin nhé. Gelatin. Mi không bảo là gelatin nhá, cái bột dẻo á. Ừ. Bạn toma molu à, bạn gì nhỉ? Bạn kia nghe bảo là thích hơn ạ. Bạn gì? Bạn Senora. Đã không? Đây. Này của bạn này ăn đây có lẽ ngon nên là ăn rất là nhanh. Đấy, nhiều người thì cái món ăn này mà cả bạn ấy chưa quen này thì có thể là cả bạn ấy nói là không ngon, thì cũng giống như mình thôi. Mới đầu mình đi sang đây là cái món phún nữa mọi người, thì mình thực sự ra mình không có muốn ăn đâu. Tại vì cái mùi nó không được thơm ấy, với cả là mình không quen ăn với cái kiểu bột sắn mà nó dẻo dẻo như thế ấy. Nhưng mà cuối cùng ơi, sau này mình cứ ăn một hai lần thì mình cảm thấy rất là ngon. Cái giống bên bông ấy. Sì, cá tá bom. Bên bông. Ừ. Até quando gostei só essa aqui. Ê. Yana bảo là những người này là bị bệnh nên là cần biết gì cả. Esukairu.
Agora tudo coisa, quero eu comprar para você comer, agora falar não tá bom. Não sabe comer. Agora você sabe que isso coisa é branco. Tem lá leite. Tem lá leite, açúcar. Esse aqui. Põe lá um esquete pro cacau. Gastar uma bolha de dinheiro, não estão comendo. Depois não sei. Outro dia na cozinha, mãe nem Ana. É. Yeah. Senhora. Yeah, come, você vê, mãe. Ainda tem. Sim. Gostoso? Sim. Có một số bạn này ăn kiểu cảm giác không được ngon lắm này. Manuel nó ta bỏng đấy. Nó ta bỏng chứ, ta bỏng. Senti como? Senti doce. Chó doce? Sim, senti doce. Tá também senti mesmo bom gosto. Gosto, mas come pouco, pouco. Senhora lá ăn acabar. Você gosta qual é muito? Eu vou dar. Não, gostei, gostei. Não, gostei de tudo. Qual é que gostou? Zero, senhor, não gostou aquele? Não, não, esse não gostei. Eu gostei do feijão, o molho dele. Ah, feijão. Sim, feijão tem. Come já feijão. Tudo isso, coisa tá muito bom para fígado. Isso faz bom, tipo, fresco, copro. Não fica muito quente, tá vendo? Senhora. Aguenta. Bom. Tá bom, Mimi? Tá. Cuia. Você que fazer agora falar não tá bom como? Não é? É, sim. Tá bom, agora chefe prometa, depois vai dar coisa a falar verdade. Mas agora, colega, se eu falar não tá bom, também não pode. Não é assim? É. Eu tenho que falar bom, senão a noite eu dormi. Vai apertar. Não pega como? Isso, coisa preto. Tá fazendo uma folha, depois ele fazer seco, fazer um tubo fubá, depois buscar o fubá do arroz, mistura assim, consegui fazer isso. Mas agora isso que ele é folha aqui não tem, isso fazer bem bué do fígado. Eu também comer. Só espera, você tá comer, eu não comer. Fica assim, tá? Ai, mãe, tá cá, mãe, ganha. Tá bom, tá cuidado. Thì nhà đang ngay bên đấy thích ăn chè nhỉ, em đang tỉnh bữa nào mà bật thu hoạch được á, nấu một bữa chè bắp mà như thế này nghe buồn quá. Không sao, các bạn ấy chưa quen ấy, thực ra thì ẩm thực Việt Nam thì rất là ngon, nhưng mà các bạn ở bên này chưa quen ấy thì các bạn ấy ăn kiểu như đang đang thăm dò ấy. Mê đồ eu mê tí cô joa sinh come morreu o quê á. Conforme está, eu já comi, já aguenta. Agora comer assim, está muito cuidado. Eu também só estou sentindo gosto agora, está cuidado. Agora? Só? Ainda não, ele é muito pequeno. É o gelo. Ah, gelo para fazer não doce, né? Você não mistura, mistura, tem que misturar. A chefe já que me ensinou. Quero mais? Quem quer mais da copo? Okay. Eu vou pegar, vem que você vê.
É. Capaz de não, não aguenta. Não, é certo. Fez a mãe? Agora, giờ là bắt đầu thấy thịt rồi đấy. Đã gostar já? Ô, vai limpar ainda, né? Vai lavar ainda. Lava, não. Tira isso que eu pus aí, Ana. Vou tirar aquele preto. Preto não? Sim, mete na mão, só já fechamos. Isso preto não? Não. Muito água, né? Agora queima, não quero. Quero muito doce. Assim não mete zelo. É, o cenoura não tem muito coco, né? Quero mais. É, cenoura tá bom. Tá bom, você. Cenoura ăn được 3 cốc luôn. Tốt đấy, ăn tốt đấy. Aqui. Você quer o quê? Tira. Água do coisa. Ah, ainda lá tá, ainda tem. No coisa. Aí no saco ainda tem gelo. Bằng bằng cá pa dê chỉ thích ăn mồi đầu thôi. Ừ. Cá bản ta. Bên này cá bản ấy thích ăn đầu. Còn cái thạch kia thì kiểu như chưa thấy bao giờ hay sao ấy này. Dạ. Ở bên này ít khi lắm mà, nhưng mà ở trong siêu thị bán cái bột gelatin nữa anh á. Ừ. Cũng đặt nên là chắc chưa khi nào các bạn được thưởng thức. À. Một kỳ miếng gelatin nhỏ nhỏ thế này 2-3 ngàn quán thì. Ừ. Você deu serve. À có mấy anh. Aqui gelatin vende lá no Sprite bem caro, uma pequeno. Bem, é tipo 2 mil. Agora você aqui tem e não comer. Eu nunca vi uma gelatina. Nunca comer. Fala, né? Eu ensino o nome. Fala Thai. Thai. Isso fala Xiang Shao. Xiang Shao. Xiang Shao. Xiang Shao. Isso, isso chama Che Đầu Đen. Che Đầu Đen. É nome do Zeran. Isso. Isso fez um preto. Ontem, tira aqui. Sim. Đấy, Paulo đầu tiên thì cũng đang ngày ngày ăn, bây giờ còn 2 cốc thôi đấy. Não. Preto. De ontem. Sim, ontem nós cắt cá aqui. Paulo primeiro fala no gosto, no gosto. Já tá doi. Ele não tava me chula bem. Eu tava com meu gelo. Các bạn bảo lúc đầu là bạn bảo là nhạt. Thì em lần sau em mới bảo là khuấy đều từ dưới lên để cho nó hòa quyện với nhau để cho nó ngọt á. Ừ. Thế là giờ ngọt rồi mới ăn. Toma molho. Ok. Senhora. Tá bem. Muito cuia, né? Você não cuia como passa três como. Tem que cuia. Não cuia, você não come muito assim. Não cuia. Yeah. Toma molho, tá como? Tá bom. Tá muito peixe. Yeah. Gostei muito também. Bạn bạn Toma Mô Lưu đang ốm đấy. Đang xin về sớm, em bảo là đừng nó ăn chè, tí nữa là nhà mình trở về luôn á. Você só feijão? Só feijão. Đã nấu tê feijão. Không ăn được cái thạch kia thôi, chứ con feijão thì vẫn làm bà có quê. Ê, capaz de falar não comer, agora comer. Três copos. Bebe isso, água também bom. Sabe por quê? Tipo, você em casa criança, né? Tá um copo sempre muito quente.
Você torra isso, feijão um bocado, depois ferve água, dá ele que bebe aquele água do feijão preto, tipo chá. Tá, tira tudo, coisa do copo. Tá bom, feijão muito bom. Feijão bom para copo. Você não tá muito doce, né? Daí eu aumento um bocado. Isso, a água ela fica doce. Vai ver, agora doce. Seleciona, eu quero mais. Não, chefe, chega já. Comer repleto, depois de bons. Você come boi fun? Sim, sim. Quanto é prato? É, dois pratos. Dois pratos? Uau! Bem goloso! Ai, deu fundai daí, de um lapaco, ué. Manoel, quero mais? Não, chefe, já chega, mas esse já é três copos, chefe. Baca o grão? Baca o grão. Pô, tem um milho, ué. Aí. Quero mais, senhor. Chega, chega. Ăn nữa. Chega já. Ba cốc, ăn rất là ngon luôn. Mimi, quero mais. Dạ. Mình sẽ lấy thêm một ít đầu. Lấy nước thôi, không cần lấy đầu đâu. Lấy nước, không cần nước. Không ăn đâu ạ. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Để cho các bạn ăn nốt rồi đi ra tiếp tục công việc ấy. Thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.